À, thay mặt đại tướng con xin được cúng tình ngài tề siêu ạ. À. Dạ con cúng tình ngài ạ. À. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Vương, kính lễ Tiên Phật. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Nguyên Thông. Thân chào tất cả quý vị và Phật tử. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị. Chúng tôi đang rất là phân vân về cái việc mà dạy ví dụ pháp cái phần hiệp lực, bởi vì cái phần hiệp lực này rất là tinh tế, không phải nó dễ như là chúng ta học cái phần ý nghĩa và chi pháp của duyên hệ trong đời sống thường nhật. Nó cũng không phải dễ như là những cái câu yếu tri ở trong mỗi một duyên hệ. Nó cũng không phải dễ như là cái phần tối học như thế mà chúng ta bước qua cái phần hiệp lực đó, thì nó khó nhất. Học như thế mà chúng ta học cái phần hiệp lực, hôm nào mà chúng ta mệt mỏi chúng ta học không được, chúng ta bị phân tâm vì công việc chúng ta học không được. Và chúng ta đi vào nửa chừng buổi học thì chúng ta sẽ không hết. Cho nên cần cái sự hợp tác giữa cái vị giáo thọ và các học viên. Ở đây khi mà chúng ta học về hiệp lực Katana, chúng ta phải hiểu đây là cái cách trình bày khí cảnh chi pháp gốc. Chi pháp gốc đó tức là trong 27 duyên chúng ta lấy duyên nào làm chủ đề cho bài học thì chúng ta lấy, chúng ta gọi duyên đó là duyên pháp gốc, cái pháp duyên gốc. Dựa vào cái duyên gốc đó, chúng ta lấy cái chi pháp để chúng ta tìm những cái mạch lực duyên. Chúng tôi sẽ trình bày các mạch lực duyên cùng với cùng hiệp trợ theo cái câu yếu tri. Khi mà chúng ta học về tấu hợp đó, là chúng ta nêu câu yếu tri của duyên chi pháp và câu yếu tri của duyên gốc, rồi chúng ta tìm
những duyên nào mà nó có xuyên qua một vài chi pháp trùng với duyên gốc cũng được, chúng ta cũng lấy đó để làm tổ hợp được. Nhưng ở trong trường hợp này là chúng ta lấy chi pháp rất là chặt chẽ, có nghĩa là chúng ta lấy duyên gốc, chúng ta trước hết là lấy chi pháp của duyên gốc. Thí dụ như chúng ta lấy sáu nhân tương ưng trợ cho 103 tâm hữu nhân cùng 52 sở hữu, 17 sắc tâm và 20 sắc nghiệp tái tục. Chúng ta lấy cái chi pháp đó để chúng ta làm cái duyên, làm cái chi pháp cho duyên gốc là nhân duyên, thì sáu nhân tương ưng cho nên là nhân duyên. Rồi cái chúng ta mới lấy ở trong 15 duyên của chúng câu sanh đồng giống với nhân duyên, chúng ta lấy trong đó chúng ta mới nhập chung lại với duyên gốc. Chúng ta tìm thôi, thí dụ như ở trong mười bốn duyên chúng khổ sanh đó với duyên gốc là 15 duyên. Thí dụ vậy, 15 duyên này nếu mà lấy kể theo chi pháp ba nhân tương ưng, tâm sở phối hợp, 17 tâm, 20 sắc nghiệp tế tục với chi pháp như vậy, thì chúng ta lấy đi xem coi duyên nào với duyên gốc nó yếu trì, nó hiệp lực được cái và các cái cầu yếu trì. Cái này nó đi ngược lại với cái kia, tấu hợp thì nêu cầu yếu trì để tìm cái duyên tấu hợp. Nhưng mà đằng này chúng ta lấy chi pháp và duyên gốc duyên ngọn rồi mới tìm ra cầu yếu trì. Khi mà chúng ta học về hiệp lực, chúng ta mới thấy cái nhất thiết chủng trí Phật là vô cùng vô tận. Ở trong Athasalini chú giải của bộ đầu tiên của Tạng Diệu Pháp, chú giải đầu tiên của Tạng Diệu Pháp tức là giải biệt của bộ Thamasangani, thì ở trong bộ Athasalini có nêu rõ là khi mà Đức Thế Tôn bình thường thì hào quang của Ngài tỏa cho thân ra, từ thân ra một sải tay chỉ là màu trắng, trắng sáng chiếu dịu. Khi Ngài thuyết pháp hay Ngài suy xét các cái vấn đề khác của mình cũng là hào quang chừng đó. Nhưng khi mà Đức Thế Tôn Ngài vận dụng đến nhất thiết chủng trí, để Ngài nghiệm ra duyên hệ lý ở sanh các pháp hữu vi, thì khi đó nhất thiết chủng trí Ngài vẫn đến mức thượng thừa, nên hào quang của Ngài tỏa sáng sáu màu và tỏa rất xa. Khi đó trên khung trời đạo lợi, khi Ngài thuyết về duyên hệ thì hào quang của Ngài
ác cả hào quang của các vị chư thiên. Hào quang của các vị chư thiên trở nên tối, cũng giống như khi ánh trăng mọc lên thì ánh sáng của các vì sao nó không có hiện rõ. Ở trong Atthasilidhi cũng có một cái thí dụ khác. Trí tuệ của Đức Thế Tôn khi mà Ngài suy nghĩ những cái định lý khác thì cũng giống như là con kỳ ngư mà nó đang lội trong cái hồ sông cạn rồi chật hẹp, chỉ vừa cho thân của nó lội thôi, lội theo cái đường thẳng. Như đến khi kỳ ngư đó mà ra khỏi cửa sông và nó đi vào biển cả đầy mênh mông, thì lúc bây giờ cái khối nước vô lượng này mới đủ chỗ để cho con kỳ ngư đó vẫy vùng bơi lội. Trí tuệ của Đức Thế Tôn khi mà cái nhất thiết chủ trí khi mà lặn lội ở trong cái định lực duyên hệ bất tha nó bất trì giác cũng như thế. Thí dụ chúng ta có một thí dụ khác, thí dụ như một người có sức mạnh khi mà họ nhấc lên khúc gỗ hay là một cục đá thì họ không cần phải dùng sức nhiều, nhưng mà đến khi họ nhấc lên một tảng đá gỗ lên một cái thân cây đang cắm sâu xuống đất, thì lúc đó họ phải vận dụng, người ấy phải vận dụng hết cái thần công lực của họ, cái sức mạnh của họ. Ở đây cái định luật về duyên hệ thâm sâu khó hiểu, nó cũng giống như là một cái tảng đá, một cái khối đá của ngọn núi vậy, là chỉ có người có thần thông lực với cơ thể nhất nổi lên để đánh đá. Mà ở trong duyên hệ đó, thì chú giải khi mà phân tích sắp xếp về cái ý nghĩa cũng như là định nghĩa và nêu chi pháp thì nó dễ. Rồi nói đến những cái câu yếu tri của Tam Địa Thiện lẽ ra trong chánh tạng, thì chúng ta nói đến Tam Địa Thiện, Tam Địa Quả, Tam Địa Thọ, 22 Tam Địa, 100 Nhị Địa, rồi tam đề nhị đề tam đề tam đề, nhiều nhiều hơn nữa thưa quý vị.
mênh mông như thế đó. Nhưng mà cái đó tìm câu yếu tri như vậy cũng còn dễ hơn đi tìm cái duyên tổng hợp. Nhưng mà tìm cái duyên tổng hợp thì cũng dễ hơn là phân tích duyên hệ, hiệp lực duyên hệ. Chúng ta sẽ hỏi rằng nếu mà thâm sâu vi tế như vậy, thẩm thâm vi diệu như vậy, là khi mà đọc mình học mà phân tích như thế thì có lợi ích gì cho cái việc tu tập ở đây thưa quý vị? Một cái vấn đề nan giải, như một bác sĩ khi mà họ chữa bệnh cho bệnh nhân những cái bệnh ngoài da, thì họ có thể chữa được dễ, không cần cái gì mệt óc. Nhưng mà nếu giải phẫu á, thì nó nặng hơn chút xíu nữa. Nhưng mà giải phẫu về xương, về ruột, về gan thì cái đó giải phẫu phẫu thuật cũng nặng nề, cũng mệt lắm. Nhưng mà gặp cái người mà cũng bị bệnh mà phải giải phẫu trên cái bộ não đó, thì thú vị là cực kỳ gian nan, cực kỳ gian nan cho cái vị thầy thuốc, cho vị bác sĩ. Mỗi cái sọ của một người sống khi mà họ té bị chấn thương mới bầm ở trong đó thì mổ lấy ra không phải là chuyện đơn giản. Cuộc đời có những cái nó dễ thì những cái khó khó, những cái rất khó, và những cái cực kỳ khó. Nhưng mà cái tri kiến, cái tà kiến của chúng sanh đó, nếu mà chúng ta đọc trong trường bộ kinh, bài kinh Phạm Võng, Đức Thế Tôn này nêu rõ, nêu lên với cái trí tuệ của Ngài, Ngài nhận biết được các vị sa môn và la môn trong đời, họ có cái tri kiến lệch lạc với chân lý, có tất cả là 62 tà kiến. Có những tà kiến khi mà chúng ta đọc qua đó, chúng ta bị nhầm tưởng, chúng ta tưởng rằng là họ có tri kiến hiểu như vậy là đúng, thì tại sao là sai? Nhưng trên thực tế chúng ta từng biết chỗ đó họ quan niệm như vậy, họ nghĩ như vậy là sai. Nhưng mà bây giờ cái tà kiến đó chúng ta trị một cách nào đi, chúng ta loại trừ một cách nào? Nếu chúng ta không có một trí tuệ đặc biệt xuyên thấu qua cái định lý duyên hệ tạo ra pháp hữu vi, thì chúng ta sẽ rất dễ bị sai lầm. Có những cái mà con mắt thường chúng ta nhìn thấy được, chúng ta phân biệt được. Nhưng mà có những cái mắt thường chúng ta không thấy được, thì người ta phải dùng đến kính hiển vi để mà người ta mới phân tích được những cái thành phần ở trong máu, nó vi tế vô cùng. Người ta phải dùng đến dụng cụ máy móc đó để người ta phân tích ở trong máu, người ta mới tìm ra được cái con vi trùng bệnh virus ở trong máu. Khó lắm đúng không? Ở ngoài da mình bệnh chỉ cần nhìn mình thấy cái da mà nó nổi sảy, nổi mẩn,
mà ngứa ở đó thành thoa thuốc hay chúng ta uống thuốc được rồi. Nhưng mà khi mà y học mà họ đặt cái nghi vấn người này có lẽ là bệnh thuộc về máu, về ung thư tế bào chẳng hạn, thì bây giờ cực kỳ gian nan khi họ phải đi xét nghiệm sinh thiết những cái đó. Cái tà kiến á, thông thường thường kiến và đoạn kiến chúng ta dễ nhận ra, chúng ta chỉ cần tin lý nhân quả, nghiệp báo tính của đời này đời sau là được giải quyết được. Nhưng mà những cái tà kiến mà nó rất tinh vi, rất tinh vi mà chúng ta khởi sanh lên, nếu chúng ta chưa phải là bậc tu được quần, chúng ta khởi lên những tư tưởng đó, chúng ta cứ nghĩ rằng ồ cái tư tưởng này là đúng chứ, tư tưởng này nếu so sánh trên đối chiếu đâu có gì sai. Quý vị đọc qua cái bộ ví dụ pháp thứ năm và trong cái thuốc bộ ngữ tông nói về các cái luận điểm dị biệt giữa các cái tôn phái, mà những cái tôn phái đó là những tôn phái Phật giáo, đều là Phật giáo cả. Nhưng 18 cái hệ phái, 18 cái tôn phái đó, các vị tỳ kheo ở những tông phái này tông phái kia, vị nào cũng thuộc nằm lòng tâm tạng, cũng thao thao bất tuyệt hết, cũng là một thầy của thiên hạ. Thế nhưng khi mà các vị đó nói lên một lời nói hoặc là thuyết lên một cái quan điểm mà chư vị A La Hán là biết cái đó là nói sai pháp hay là đúng pháp, chứ cái tà kiến nó thẳm sâu lắm chứ không phải chuyện dễ chứ. Nó nằm mà nó thuộc về bốn đại dương mà. Cái tri kiến thuộc bốn đại dương, một trong bốn đại dương. Cái đại dương là sâu thẳm, nhưng mà Udakas Buddha, tức là đại dương về nước đó, thì dầu cho Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương hay là Bắc Âu Dương, mấy cái điểm lớn như vậy đó thì cũng chưa có thấp gì hết. Nếu mà so với cái biển mà thuộc về cái tri thức á, cái tri kiến thì nó sâu sắc vô cùng, nó mênh mông. Mà chỉ có vị A La Hán chánh đẳng giác như Đức Phật thì ngài mới có thể tìm được những cái cách để giải trừ những chi tiết đó. Khi mà ngày thuyết ví dụ pháp và cái bộ pháp thần án, cho nên khi mà chúng ta học bộ ví dụ pháp, bộ cái thần án thứ gì, chúng ta học được, chúng ta hiểu được cỡ khoảng chừng 1/1000 của Đức Phật thôi, là chúng ta cũng có thể tự hào rằng là mình có thể mình ngăn được những cái loại tà kiến thô. Chứ còn những cái mà thuộc về ngã chấp thủ, chấp ta đối với ngũ quẩn thì cái chuyện đó thì ngàn đời, nếu chúng ta chưa phải là một bậc thánh giải thoát chúng ta cũng khó lắm. Cho nên chúng ta học vị pháp thì tùy cái đó chúng ta nói ra, quý vị cảm thấy rằng mình không có khả năng, cái trí tuệ mình không có khả năng để mình tìm hiểu xuyên thấu, thì trong trường hợp này chúng ta đừng có làm mất cái thời gian để cho mình nghe mà chúng ta không hiểu được gì, chúng ta không nhận thức được gì, cái này nó uổng phí. Thay vì cái thời gian này, cái thời gian chúng ta nghe những cái bài kinh pháp cú hay là trong tiểu bộ kinh được thuyết giảng này dạy chúng ta hãy tu, tập về thân,
tập về giới, tu tập về tâm, tu tập về tuệ, cũng tu tập dần dần như vậy đi. Chúng ta tẩy trừ khấu uế dần dần, lần chút cũng giống như là người thợ vàng mà lọc vàng. Thì như vậy nó sẽ tốt hơn là khi mà chúng ta về duyên hệ một cách hiệp lực. Chúng tôi đã suy nghĩ rất là nhiều, từ mà chiều giờ chúng tôi đang băn khoăn. Có nên cho quý vị mạo hiểm dấn thân vào trong một cái kho tàng được chôn sâu ở dưới lòng đất, và nơi đó cái sức của chúng ta không có đủ để chúng ta chịu đựng, bởi vì nó thiếu oxy, chúng ta không có thể thở được. Và khi mà chúng ta suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta hiểu không tới, và chúng ta cố gắng suy nghĩ với cái trí tuệ trong nớt của mình thì có thể làm cho chúng ta bị loạn. Cho nên chúng tôi rất là cần phân cái đó. Nhưng mà bây giờ thì bữa hổm nếu như vậy thì cảm ơn Đại Đức Phật Tính. Đại Đức Phật Tính đã có gửi và mời chúng tôi dạy cái môn thanh tịnh đạo cho lớp học. Chứ tôi nghĩ rằng cái này cũng hay. Nếu mà quý vị đồng ý thì chúng ta cứ học cái môn thanh tịnh đạo đi. Chúng tôi cũng đang chót yếu lại cái bộ thanh tịnh đạo, và chúng tôi sẽ biết cần phải dạy những gì để cho quý vị học cho nó rõ ràng và dễ hiểu, dễ nắm bắt. Chứ còn thanh tịnh đạo khi mà quý vị đọc văn bản được dịch ra đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng khó nuốt lắm. Ngài Bồ Tát Khô Xá tiếp độ hướng dẫn Ngài là người Ấn Độ, một vị sư Ấn Độ. Và khi mà Phật giáo đã trải qua được 500 năm thì lúc bây giờ Phật giáo ở Ấn Độ bị mai một, chưa tất tăng A-la-hán thì các ngài đã viên tịch, còn các vị phàm tăng thì các vị đó. Và chính do bằng môn ngoại đạo họ trà trộn vào ở trong Phật giáo để trở thành những vị tỳ kheo, nhưng mà các vị đó không học, không hành theo lời dạy Phật,
Với hơn nữa, lúc đó dầu cho đã được cái tập tâm tạng lần thứ nhất, lần thứ hai rồi, nhưng mà vẫn có cái tính khẩu truyền, khẩu truyền muốn thấp và thác, muốn thấp và thác, tức là khi mà kết tập tâm tạng thì một vị thông nghĩa tâm tạng chỉ đọc thuộc lòng thôi, các vị kia ngồi nghe, các vị tính tăng ngồi nghe, nghe thì các ngài chấp nhận cái này đúng lời dạy của Đức Phật, không sai sót một chữ nào, các ngài ghi nhận. Rồi sau đó mới giao cái trách nhiệm cho mỗi một vị trưởng lão thì về dạy lại cho đệ tử, và dần dần đi đến chỗ mai một, đến cái thời kỳ vua Asoka thì vua đã ngài Minh Đá là đệ tử, chúng tôi xin lỗi vì không phải một bức thư của sách, ngài Minh Đá ngài là đệ tử của vị trưởng lão A La Hán Mokkhaliputta vào thời đức vua Asoka, và ngài Minh Đá ngài là hoàng tử con trai của đức vua Asoka đi xuất gia cùng với công chúa Sakuntala, hai huynh muội đã đi xuất gia theo Phật pháp và đã chứng được đạo quả A La Hán, thánh ni và thánh tăng. Rồi ngài Mokkhaliputta ngài nhận thấy rằng là bây giờ Phật giáo sẽ phải tiêu diệt ở tại Ấn Độ trong nay mai, chỉ có các xứ ở lân cận Ấn Độ thì mới có thể phát triển được. Do đó cho nên đức vua Asoka cùng đã cử thỉnh chư tăng đi quảng pháp, truyền bá Phật pháp qua các xứ lân cận. Riêng về ngài Thánh Tăng Mahinda thì ngài cùng với năm vị nữa dùng thần thông đi đến cái xứ Sri Lanka, Ích Lan bây giờ, thì ngài ngự ở đó. Trước tiên là ngài đã thu phục được vua Đề Bất Nam Bí Ích Ký Sát, vị vua Ích Lan. Rồi ngài được thỉnh vào bờ cung để thuyết pháp với một vị thánh tăng A La Hán có đầy đủ tuệ phân tích, này đã thiết lập Phật giáo ở tại Sri Lanka với chư tăng đông đảo tín đồ Phật giáo đông đảo. Và cực thịnh của Phật giáo Tích Lan kể từ đời ngài Mahinda dài cho đến năm trăm năm Phật lịch, tức là kể như hai trăm mấy năm bị dịp này Mahinda là qua xứ Tích Lan, lúc đó là 240 mấy năm Phật giáo, 240 mấy năm Phật lịch. Và lúc đó các ngài cũng có tập tâm tại lại. Trước đây thì ở lần thứ ba có tập ở tại Pataliputta, do đức vua sư phán chủ xứ tài trợ với cái sự chủ tọa của ngài Mokkhaliputta, nhưng mà rồi cũng bằng khẩu truyền chính là bên đá này quan thiết lập Phật giáo ở tại xứ Tích Lan, là mới kết tập tâm tạng, và xem như là kết tập tâm tạng lại lần thứ tư. Lúc đó thì các ngài đã viết trên một cái lá bối, khắc chữ trên chiếc trên cái lá bối, chúng ta gọi là bối gì đó, gọi là Talapana.
lá cũng giống như là lá thốt nốt ở dừa, chúng ta xé ra xé từng mảng nhưng mà nó có cái bề rộng của cái mặt lá có khoảng chừng 8-9 phân, 8-9 cm, và chiều dài của chiếc lá nó có khoảng 7-8 decimet. Rồi thế là các ngài lấy chiếc lá đó để phơi khô và đem khắc chữ. Cái lá đặc biệt như cái là nếu mà bảo quản đừng để bị ẩm ướt, đừng để bị mối mọt, thì để không như vậy đó thì nó có cái tuổi thọ bền cả ngàn năm lận, quý vị. Nó bị hư như giấy chúng ta. Giấy chúng ta để cỡ chừng 100 năm, có những quyển sách cổ là để người ta bảo quản 100-200 năm, để như là khi mà mình mở cẩn thận thì để nó rách, nhưng mà cái lá bối thì nó khó lắm. Khi mà chúng tôi qua bên Tết Lan, tôi đến cái chùa mà bên đá thì những cái chiếc lá bối được cất giữ rất kỹ và chúng ta xem xét thì mặc dù nó có cái nét cũ theo thời gian nhưng mà cũng tốt. Thì ngày viết lên như vậy thì lúc đó ngài Yên Đá ngài trong cái đầu của ngài, ngài là người Ấn, và trong đầu ngài thì cái điển Bali nhiều, ngài thuộc lòng Tam Tạng mà. Nhưng mà khi ngài qua ngài dạy cho dân xứ Tích Lăng đó thì ngài vừa dạy bằng cái tiếng Pali, nhưng mà tiếng Pali lúc đó người dân xứ này họ đâu có hiểu gì, họ đâu phải người Ấn đâu, người Tích Lan. Do đó cho nên ngài sử dụng cái ngôn ngữ Tích Lan đó để mà ngài thuyết pháp cho họ nghe, và ngài dịch ở trong đầu ngài là dịch ra Tam Tạng kinh điển bằng cái xứ, bằng cái tiếng Tích Lan để truyền bá ở trong nội bộ xứ Tích Lan này. Và cho đến khi mà còn là được 500 năm thì lúc đó này Phật Thích Ca Tát này, trước đó ngài có đi qua xứ đó, ngài qua xứ Tích Lan, ngài cũng người Ấn Độ, ngài qua Tích Lan này với cái mục đích là để tạo ra, để dịch thuật Tam Tạng từ tiếng Tích Lan ra tiếng Pali. Nhưng mà ngài lại do vì chủ già sức yếu cho nên là phải trở về Ấn Độ thương thuyền. Trên đường đi thì ngài gặp một chiếc thuyền khác cũng có một vị tỳ kheo ngồi trên đó, và chư thiên họ dung rủ sau hai chiếc thuyền lại đi cùng một cái lộ trình, một cái hải trình. Do đó họ gặp nhau, và khi mà hai thuyền gặp sát nhau thì hai vị diện kiến với nhau chào hỏi qua lại. Ngài Bất Thanh Đã Tá là biết được mục đích ngài Bất Thanh Vô Sát đi qua cái Tích Lan để mà dịch Tam Tạng, dịch kinh điển Tam Tạng mà Tích Lan ra cái bài tiếng Mắc Thác Pha Sang. Ngài Bất Thanh Đã Tá ngài rất là quan hệ, ngài tán thán và ngài cho biết rằng như vậy là ngài đã có người thừa kế cái lý tưởng đó rồi, ngài an tâm rồi. Sau đó ngài dặn dò và điều rồi ngài trở về Ấn Độ và viên tịch. Ngài Bồ Tát Phú Sát khi ngài qua bên xứ Tích Lan đó thì đầu tiên ngài đi đến thì chư tăng xứ Tích Lan các vị nghĩ rằng một cái vị sư người Ấn đi qua đây chỉ chắc có lẽ chỉ để tham quan thôi. Nhưng mà ngài Bồ Tát Phú Sát ngài đi thẳng đến cái vị tăng thống
Tích Lan tức là vị sải vương, gọi là Sankharacha. Sau khi đỉnh lễ xong, Ngài mới trình bày mục đích của Ngài, vân lệnh thầy của Ngài là Tham Bất Khố Sát đi qua bên này để chuyển ngữ những dịch từ kinh điển từ Tích Lan ra Pali. Lúc đầu thì Ngài Sải Vương Tích Lan, vị vua Sải đó cũng chưa có tin cái trí tuệ của Bồ Tát Khô Xá mà có đủ khả năng để làm cái công việc đó. Nhưng mà sau khi tiếp chuyện và hỏi là những câu hỏi có liên quan đến kinh tạng thì Ngài Bồ Tát Khô Xá Ngài trả lời đã thông suốt. Trong đó có bài kệ nó làm chủ đề cho cái bộ Quy Xuất Kim Bát Đát Thành Tịnh Đạo. Thì cái bài kệ đó dịch ra tiếng Việt là như thế này: Ngài Sải Vương nhắc lại cái câu hỏi của một vị chư thiên đến hỏi Đức Phật. Nội triền và ngoại triền chúng sanh bị triền vượt câu hỏi của Tham Ma. Ai thoát được triền này? Thì khi đó Đức Thế Tôn Ngài đã trả lời một cái câu hỏi, Ngài đã trả lời câu hỏi cho vị trời đó. Mà chính Ngài Bồ Tát Khô Xá khi mà được nghe cái câu hỏi của vị chư thiên và hỏi Đức Phật, mà Ngài Vô Sải lấy đó để làm câu hỏi chất vấn Ngài Bồ Tát Khô Xá, thì Ngài Bồ Tát Khô Xá Ngài đã dùng cái câu kệ trả lời của Đức Phật để trả lời cho vua Sải. Người có trí trú giới, tu tập tâm và tuệ, nhờ tâm và thận trọng tỷ kheo ấy thoát triền. Thì trả lời đúng như vậy đó. Khi Ngài Bồ Tát ở Ngài vua Sải Tích Lan rất quan hỷ thán phục cái trí tuệ nhạy bén và cái sự ứng đối chính xác 100% như thế. Cho nên Ngài Sải Vương Ngài mới yêu cầu Ngài Bồ Tát Khô Xá hãy lấy cái bài kệ mà hiền giả vừa đọc đó, bài kệ mà Đức Thế Tôn đã nói, để viết thành cái bộ sách gọi là Thanh Tịnh Đạo, tức là con đường đưa đến sự thanh tịnh hay đưa đến Niết Bàn. Thì bắt đầu Ngài Bồ Tát Khô Xá Ngài lãnh lệnh Ngài đi tìm cái trú xứ ở trong chùa. Sau khi được chỉ định, bắt đầu đêm đó Ngài mới viết. Ngài viết ở trên cái lá bùa, cái lá mối. Ngài dựa vào cái bài kệ này mà Ngài viết thành một cuốn quyển sách chuyên về phương diện giới định và tuệ. Người có trí trú giới, Ngài giảng về giới, tu tập tâm và tuệ. Thì tu tập tâm tức là tu tập tăng thượng tâm đó, tu tập định đó. Là ở trong kinh điển Đức Phật đã dạy tu tập như thế nào. Và tu tập tuệ, tuệ ở đây là tuệ đưa đến sự giải thoát. Là tu tập như thế nào, những cái đề tài nào. Thì bắt đầu là viết thành 23 chương. Trong 23 chương đó thì 2 chương đầu thuộc về phần giới, 10 chương sau phần định và 11 chương còn lại thuộc phần tuệ. Nhưng
giá trị của quyển Thanh Tịnh Đạo thôi bị được xem như là một cái quyển tóm tắt về tam tạng, tóm tắt về tam tạng kinh điển, hoặc là có thể xem như là quyển sách học để tu, quyển sách gối đầu của tất cả những ai muốn học để tu. Và được các xứ như là bên Miến Điện hay là bên Thích Lan đã dịch ra cái bộ Thanh Tịnh Đạo này sang cái ngôn ngữ Miến và ngôn ngữ Thích Lan, ngôn ngữ Câu Chia để dạy cho chư tăng học. Chúng tôi đang soạn tóm yếu bộ đó, chúng tôi rất thích. Chúng tôi rất thích là bởi vì nếu mà để nguyên văn mà từ cái bản dịch tiếng Anh của ngài Nhanamoli mà ở ban ưu thi dạy hạnh đi sư Trí Hải dịch đó, thì dịch từ tiếng Anh ra là thoát. Rồi đệ tử của ngài Định Sự, tức là đại đức Ngộ Đạo hồi xưa khi mà còn tu á, đệ tử cũng có dịch soạn ra theo cái sự hướng dẫn của ngài về chữ Thái, dịch ra nhưng mà được cái phần giới và phần tuệ và phần định không có, cũng như không. Tuy nhiên đọc hai cái bộ này, một bộ dịch từ bản tiếng Anh và bộ dịch từ bản tiếng Anh, thì chúng ta đọc qua chúng ta thấy các vị đó cũng nương theo Bali, nhưng mà người ta đã dịch ra Thái ra rồi, vị đó viết lại chữ. Trong cái quá trình mà chúng tôi dạy ở học viện của vị, mà chúng tôi dạy ở các nơi khác, ở chùa, chúng tôi nhận thấy rằng là đi thỉnh mỗi bộ như vậy đó cho học viên học đọc rồi dịch vô lớp chúng tôi giảng, nó khó hiểu quá. Cho nên chúng tôi quyết định là chúng tôi tắt yếu rồi lại. Cho đến đây chúng tôi vẫn còn đang tiến hành, gần xong cái phần định rồi. Xin giới thiệu một vài điều một vài nét về cái quyển Thanh Tịnh Đạo là cái đề tài môn học cho chúng ta sắp tới. Và bây giờ thì đã hết giờ rồi, chúng tôi xin kết thúc buổi giảng ở đây để chúng tôi qua rừng lớp Phật pháp của Thích Tâm Mát dẫn nhập. Và xin mời Thượng tọa Minh Hạnh Quang Hỷ, Thượng tọa ông Sang ở rừng Phú Thái Tông Mát và tụng kinh Tam Bảo dừng. Và xin thỉnh để Đức Pháp Tính Quang Hỷ chúc phúc phước báo cho rừng này, rồi chúng ta trở qua bên kia. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, xà thú con thành kính tri ân sư phụ rất nhiều. Dạ. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba anupavena sada sote bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba